Bác sĩ Diệp, bác sĩ Dương. Người mà được Đào Đằng cứu chính là hai người sao? Sao anh ấy lại ở trong đám cháy đó? Ráng chịu chút đi. Có ai không cứu tôi với? Nè, chồng của tôi. Cô bình tĩnh đi, không sao đâu. Chồng của tôi còn ở trong đó. Cứu chồng tôi với. Cứu chồng tôi với. Cô ta ra ngoài đi. Được, được. Cứ đi đâu, chạy lên. Bà xã, tại sao lại bị cháy như vậy hả em? Bà xã, anh không có ở trong đó hả? Em không sao chứ, hả? Còn ở trong đó không? Vẫn còn người ở trong đó. Bà xã, em mau nằm xuống, nằm xuống đi. Cũng có nghĩa là Đào Đằng ở trong đám cháy để tìm một người hoàn toàn không tồn tại hay sao? Tôi xin lỗi, tôi không biết anh ấy không ở trong đó. Tôi đã ngủ quên. Ngọn lửa từ đâu mà có vậy? Tôi không biết nữa. Tại tôi mệt quá hút điếu thuốc cho tỉnh. Chẳng lẽ anh không biết mình vậy không được hút thuốc hay sao? Sau đó ngọn lửa mới bùng lên. Vậy còn anh? Anh đang làm gì? Anh đã bỏ trốn sao? Không phải như vậy mà. Tôi thực sự không để ý là nó đã bị bắt lửa. Tôi quá mệt vì mấy ngày nay tôi không có được ngủ rồi. Vậy anh đã đi đâu? Tôi đã đi mua ly cà phê. Anh có biết chính vì sự bất cẩn của anh mà bây giờ Đào Đằng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi không? Tôi xin lỗi mà. Anh xin lỗi chỉ vì một điếu thuốc của anh. Bây giờ Đào Đằng đã ra nông nỗi như vậy, đáng lẽ đã không xảy ra chuyện gì rồi. Diệp tử. Mẹ. Là gì? Diệp tử. Mẹ. Có chuyện gì vậy? Lúc nãy có rất nhiều nhân viên cứu hỏa chạy tới chạy lui. Cháy hả con? Không có gì đâu mẹ. Mẹ, sao mẹ lại ở đây vậy? Mẹ nói con nghe, Đào Đằng nó muốn đưa mẹ đi Singapore. Nó nói về bệnh viện để lấy cái gì đó. Kêu mẹ chờ nó ở đây. Con có nhìn thấy nó không vậy? Con... Nó, có phải nó đi tìm con không? Nó muốn đưa con đi cùng với mẹ, cùng đi Singapore đó. Tốt quá rồi. Mẹ, Đào Đằng còn bận chút việc, để con đưa mẹ về trước nha. Đào Đằng nói rồi, nói mẹ không có được đi đâu hết, cứ ở đây chờ nó mà. Diệp tử, anh ấy tỉnh rồi. Cái gì? Cậu đừng có đụng vào nó. Tỉnh rồi. Anh đừng nói gì hết. Thanh đới của anh bị thương rồi, bây giờ không được nói chuyện đâu. Sao vậy? Anh chờ một chút nha. Bắt đầu từ hôm nay em chính là bà Dương rồi. Dạ ông Dương.
Giận chưa? Giận chưa? Nói dối anh có đúng vậy không? Được rồi, anh nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh sẽ khỏe mà. Chắc chắn sẽ khỏe lại thôi. Anh bị thương nặng nên em mới nói dối anh. Giấu mẹ của anh giùm nha. Thiên Thiên, ngủ rồi hả? Ừ, vất vả rồi. Con tới rồi hả? Ừ, Đào Đằng đâu con? Hả? Đào Đằng có một ca mổ phải làm rồi. À, nó có ca phẫu thuật lớn hả? Ừ, đúng vậy, phẫu thuật lớn, rất quan trọng với anh ấy. Cho nên anh ấy không thể tới đón mẹ được. À, không có sao đâu mà. Công việc quan trọng nhất, phẫu thuật quan trọng, mẹ có thể chờ ở đây. Ê, ê con làm gì vậy? Đào Đằng nói chúng ta chờ nó ở đây, không có được đi đâu hết đó. Không sao đâu, để con đưa mẹ về nhà nha. Hey, con không có đi được. Con không có được đi đâu hết đó. Con đừng có đi, con có biết không vậy? Không có được đi mà. Được được được, không đi không đi ha. Tới lúc nó không tìm được thì làm sao? Được, mẹ chờ nó ở đây. Chúng ta chờ. Anh ấy bị sốc thuốc nữa. Chức năng miễn dịch yếu đi, chức năng thận bắt đầu suy kiệt, chức năng cơ tim giảm xuống. Các chuyên gia trong đó đã cố hết sức. Bây giờ đã khá yên tĩnh. Em muốn vào xem không? Bây giờ anh ấy đang xuất hiện các biến chứng do bị phỏng. Chuyện này thì còn dễ khống chế. Điều đáng lo nhất là diện tích phỏng lớn đang hoại tử, sợ viêm nhiễm toàn thân dẫn tới. Em biết rồi, không cần nói nữa. Diệp Tử, em định đi đâu? Em đi chăm sóc cho dì. Vào lúc này dì không thể có chuyện được. Cho hỏi phòng xét nghiệm ở đâu vậy? Xét nghiệm, phòng xét nghiệm ở bên kia. Cảm ơn cô. Không có gì. Dì ơi, chúng ta vào trong ngồi đi dì. Không được, tôi cần phải ở đây chờ con trai tôi. Chúng ta ngồi trong đó chờ cũng được mà. Chuyển đi chỗ khác, con tôi sẽ tìm không có được tôi đâu. Vậy à, con đi rót nước cho dì nha. Vậy con có biết bác sĩ Đào không? Nó là con trai tôi đó, nó đang bận mổ ở trong đó đó. Đào Đằng hả? Bác sĩ Đào? Dạ quen. Sao mà nó còn chưa mổ xong nữa vậy? Chờ lâu quá rồi. Bây giờ con đi rót nước cho dì. Dì chờ con nha. Dì à, dì nói bác sĩ Đào chính là con trai của dì hả? Nó là con trai tôi đó. Cậu làm gì vậy? Bác sĩ Đào bị bỏng là do con hại. Con xin lỗi dì. Cậu nói cái gì? Con trai tôi bị thương rồi hả?
Con ơi, con của tôi. Đắc ơi, có chuyện gì con sao? Con tôi, con trai của tôi. Tôi muốn tìm con tôi. Bác đừng mà. Con ơi, không có được vào đâu. Con trai tôi đâu rồi? Con ơi, con. Để tôi. Dì ơi, dì ơi. Con tôi, tôi tìm con trai tôi. Con ơi. Dì ơi, dì nghe con nói đã. Đào Đằng đang bận phẫu thuật, bây giờ không thể làm phiền anh ấy được đâu dì ạ. Tôi tìm con trai tôi mà. Con ơi, mẹ ở đây nè con. Con ơi. Con ơi. Con ơi, mẹ ở đây nè con. Mẹ, mẹ sao vậy? Con là Diệp Tử nè mẹ. Mẹ đi tìm con mẹ. Tìm con của không mẹ. Không phải đâu. Mẹ, mẹ đi đâu vậy con hả? Con ơi, mẹ ơi, tôi ra. Dễ làm sao vậy? Hình như biết rồi. Không được làm căng, như vậy dễ bị tổn thương lắm. Đào Đằng, con tôi đâu? Con tôi đâu rồi? Con trai tôi đâu rồi? Tôi tìm con tôi mà. Ra ngoài đi bác. Tôi tìm con tôi. Mẹ ơi, con mẹ ơi, mẹ. Đâu rồi? Đào Đằng đâu mẹ rồi? Mẹ ơi, mẹ. Đào Đằng không có tại ở đây sao đâu. Sao không có ở đây? Con ơi. Mẹ. Con tôi đâu? Không mẹ ơi. Rồi. Dì ơi. Được rồi, mẹ. Mẹ mặc vào đi. Con tôi có ở đây hay không vậy? Bác sĩ Đào không khám bệnh cho anh hả? Không phẫu thuật hả? Mẹ à, mẹ, như vậy đi, hay là chúng ta gọi điện cho Đào Đặng nha. Gọi điện thoại, mẹ sẽ biết ngay là anh ấy có khỏe không. Gọi điện thoại cho Đào Đặng. Đi, chúng ta đi gọi điện thoại nha. Bây giờ con sẽ gọi cho anh ấy. Khẩu trang. Con à, con ở đâu vậy? Mẹ, con không sao. Con nói chuyện sao giọng lạ vậy? Con có hơi bị cảm. Thiệt tình, làm cái trò gì vậy? Lúc nãy có người tự nhiên lại nói con bị thương rồi. Vậy con đang ở đâu? Bây giờ mẹ sẽ tới. Mẹ, chuyện là như vậy. Đột nhiên có một ca phẫu thuật rất quan trọng. Con phải đi Singapore trước một chuyến. Con đi một mình hả? Không sao. Con lo công việc đi. Con làm đi. Mẹ rất khỏe, con đừng lo. Mẹ ở nhà chờ con. Mẹ cúp đây. Anh nói sao vậy mẹ? Nó đi công tác bên Singapore. Nó còn bị cảm. Giọng cũng khàn rồi. Nhưng mà nó rất khỏe. Gọi điện thoại xong cũng không yên sao tâm thì tốt rồi. Con đưa mẹ về nhà nha. Diệp Tử, mẹ nói với con một chuyện. Chuyện gì vậy mẹ? Chờ Đào Đằng từ Singapore về á, hai đứa con cũng mau có một đứa đi ha. Mẹ thực sự muốn nhìn thấy con của hai đứa. Được không con? Chuyện này con... Được không con? Mẹ nói con nghe, lúc Đào Đằng còn nhỏ đó, nó nghịch ngợm dữ lắm, bị đòn hoài. Có điều con của hai đứa con chắc là ngoan hơn nó. Vì có người mẹ tốt như vậy ha, thì đứa nhỏ chắc chắn sẽ không quậy phá giống Đào Đằng đâu. Lúc mà Đào Đằng còn nhỏ, nó sợ nhất là bị tét vô mông. Mà mẹ đánh nó là nó khóc. Hơn nữa lại còn chạy quanh khắp nơi, nghịch dữ lắm. Hứa với mẹ, mau có đứa con nghe con. Dạ được. Sao mà đông người vậy? Lộn xộn quá. Đi, chúng ta về thôi con. Ha. Thank you.
tới nhà rồi. Mẹ ngồi đi. Được. Nghỉ chút đi con. Con rót cho mẹ đi nước nha. Được. Ê, thôi để mẹ làm cho. Con muốn ăn cái gì mẹ nấu đồ ngon cho. Ủa, đồ trong tủ lạnh đâu rồi? Ai lén ăn hết rồi vậy? Chắc hai người sắp đi Singapore cho nên Đào Đặng dọn hết rồi mẹ. Chúng ta sẽ đi Singapore hả? Hồi nãy không phải mẹ vừa nói chuyện điện thoại với Đào Đặng sao? Chuyện đó mẹ không nhớ nữa. Chiều nay lúc ở bệnh viện chúng ta gọi cho Đào Đặng đó. Mẹ có tới bệnh viện hả? Mẹ, hay là vậy đi. Mẹ để con gọi đồ ăn mang tới nha. Mẹ ra ngoài ngồi đi. Được. Thế nào rồi? Không sao rồi phải không? Cũng may. Cũng may là không sao. Bác sĩ nói sao rồi? Bây giờ anh ấy đang ngủ phải không anh? Đào Đặng bị phỏng quá nghiêm trọng. Chức năng nhiều cơ quan suy giảm. Thời gian tim ngừng đập cũng quá dài. Hệ thống trung khu thần kinh bị nhiễm trùng. Đại não thiếu máu thiếu oxy nghiêm trọng. Anh muốn nói gì vậy? Em coi. Đây là điện não đồ của anh ấy. Điện não đồ thể hiện hình sóng hỗn loạn. Năng lực nhận thức đã mất rồi. Em cũng là bác sĩ. Em cũng đã biết như vậy là có ý nghĩa gì chứ? Không. Không thể nào đâu. Anh ấy đã là một người thực vật rồi. Không phải. Không phải đâu. Diệp Tử, anh biết là rất bất ngờ, nhưng chúng ta sẽ không bỏ cuộc đâu, được không? Anh biết bây giờ em rất đau khổ. Nếu em thực sự muốn khóc thì em cứ khóc đi. Người thực vật cũng có thể tỉnh lại mà, phải không? Anh biết vậy mà, đúng không? Đúng, anh biết mà. Cho nên anh ấy chỉ ngủ thôi. Em và anh ấy rõ ràng đã ly dị, nhưng mà trước khi anh ấy liệm đi, nghe được câu nói cuối cùng của em là hứa sinh cho anh một đứa con. Em nói chuyện này có phải quá mỉa mai không? Em định đi đâu vậy? Em hứa với Đào Đặng sẽ chăm sóc dì giùm anh ấy. Em phải về đó với dì. Nếu dì ấy có chuyện gì, khi Đào Đặng tỉnh lại, em biết ăn nói sao với anh ấy đây. Vậy thì anh đi cùng với em. Không cần đâu, em lo liệu một mình được rồi. Anh đi cùng với em thì có gì cũng có người giúp đỡ mà. Anh để em yên tĩnh một chút đi. Singapore trở về, hai đứa con cũng bao có một đứa đi ha. Mẹ thật sự rất muốn nhìn thấy con của hai đứa đó. Mẹ đang coi gì? Sao mà vui vậy? Cô là ai vậy? Mẹ, mẹ nhìn con đi. Mẹ đừng coi nữa, hãy nhìn con đi mẹ. Mẹ có nhận ra con hay không chị? Coi kìa, coi mà kìa. Mẹ có nhận ra con hay không? Cô là ai? Ai vậy?
Cô có quen Đào Đằng nhà chúng tôi không vậy? Cô quen nó hay không? Đó là con trai tôi đó. Mau, coi kìa. Bác sĩ Diệp, chị không sao chứ? Ngày hôm đó dì ấy ở đây chờ Đào Đằng quay lại. Chị muốn nói mẹ của trưởng khoa Đào sao? Cô nói nếu chúng ta không đón được dì ấy, dì ấy sẽ chờ bao lâu đây? Tôi cũng không biết nữa. Dì ấy sẽ chờ mãi phải không? Bác sĩ Diệp, hay là tôi đi kêu người giúp chị nha? Cô nói tôi nên làm gì đây? Tôi có thể làm được gì chứ? Thật ra bác sĩ Diệp, mọi người chúng tôi ai cũng rất muốn giúp cho bác sĩ Đào. Cô nói đi. Nếu Đào Đặng không gặp phải tôi, có phải anh ấy sẽ không ra nông nổi như bây giờ không? Nói sao bây giờ đây? Thật ra bác sĩ Đào rất là si tình với chị. Tất cả chúng tôi đều thấy, mọi chuyện mà anh ấy làm, tất cả đều là vì chị. Tất cả là vì tôi. Anh ấy tốt với tôi như vậy, tới lúc nên báo đáp cho anh ấy rồi. Cảm ơn cô nha. Ồ, tôi ở trước mặt Đào Đằng, hứa với mẹ anh ấy, xin cho anh ấy một đứa con. Cô đang nói cái gì vậy hả? Tôi muốn từ cơ thể của Đào Đằng lấy tinh trùng ra. Cô đã không còn tử cung nữa, không thể nào mang thai lần nữa được. Tuấn Ba nói với tôi có một bệnh viện ở bên Thụy Điển đã hứa sẽ làm cái ghép tử cung cho tôi. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp lộ trình. Có tinh trùng của Đào Đặng, chỉ cần ghép tử cung đạt được thành công, tôi sẽ có thể mang thai một lần nữa. Cô có biết đang nói chuyện gì hay không? Tôi muốn hoàn thành lời hứa cuối cùng với Đào Đặng. Vậy Tuấn Ba có biết không, bây giờ hai người đã là vợ chồng rồi. Một chuyện lớn như vậy cô đã hỏi qua ý kiến cậu ấy chưa? Ơi, cô làm như vậy là không phải. Nè, anh đã kiểm tra rất nhiều lần rồi, đại não của anh ấy không hề có dấu hiệu hồi phục. Biết đâu có kỳ tích, đột nhiên anh ấy sẽ tỉnh lại thì sao? Nhưng mà anh cũng biết rất rõ xác suất người thực vật tỉnh lại thấp thế nào mà. Vẫn còn có tia hy vọng. Diệp Tử, em không sao chứ? Em muốn lấy tinh trùng của Đào Đằng. Vì sao chứ? Nếu cái ghép tử cung có thể thành công, em muốn dùng tinh trùng của anh ấy mang thai đứa bé. Em có biết là mình đang nói gì không? Em biết là quyết định này có hơi đột ngột, nhưng mà em mong anh ủng hộ em. Cô ra đây với tôi. Có phải là cô điên rồi không? Tôi rất là bình thường. Người bình thường có ai yêu cầu như cô không? Bây giờ cô với Dương Tuấn Ba đã làm lễ cưới rồi, cô là vợ của anh ấy. Nhưng mà trong những ngày qua, cô đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa? Ngoài Đào Đằng ra, cô có nói chuyện gì với anh ấy không? Bây giờ Đào Đằng anh ấy là người thực vật rồi còn gì. Chúng tôi cũng rất đau lòng, nhưng đó không phải là lý do chúng ta từ bỏ cuộc sống. Tôi không muốn tranh cãi với cô. Không phải là tôi tranh cãi với cô. Cô đau lòng vì Đào Đằng, nhưng còn Dương Tuấn Ba thì sao? Cô cũng biết rất rõ, cây ghép tử cung là hy vọng anh ấy cho cô, cũng đem lại cho anh ấy niềm hy vọng. Anh ấy mong có thể có đứa con của hai người. Nhưng mà bây giờ thì sao? Cô muốn dùng tinh trùng của Đào Đằng để hoàn thành việc mang thai. Cô đặt chồng của mình ở vị trí nào đây? Cô có từng suy nghĩ cho Dương Tuấn Ba chưa? Cô nói đi chứ. Sao cô không nói gì? Sao cô có thể có một suy nghĩ kỳ quặc như vậy được? Bộ cô tưởng cô mang thai con của Đào Đằng thì có thể giúp anh ấy tỉnh lại tôi hay sao? Tôi không thể để anh ấy mất hết tất cả được. Cô có ý gì chứ? Mẹ anh ấy cả tôi cũng không nhớ nữa.
Bây giờ đối với dì ấy, cả thế giới đều là người xa lạ, dì ấy chỉ nhớ Đào Đằng thôi. Nhưng người bị thoái hóa não không thể tránh được chuyện đó. Nhưng nếu tôi mang thai đứa nhỏ của Đào Đằng, có thể tạo cho dì ấy một sự khích lệ to lớn, biết đâu có thể giúp dì ấy tỉnh lại thì sao? Vậy cô dì muốn làm cho dì ấy nhớ ra cô mà đưa ra quyết định lớn như vậy sao? Tôi rất sợ nếu dì ấy cũng quên luôn cả Đào Đằng. Nếu như Đào Đằng mà dì ấy cũng không nhớ ra, vậy thì thế giới này liệu còn ai nhớ tới anh ấy đi? Tôi không muốn anh ấy biến mất trong biển người như vậy. Tôi cần phải để lại cho anh ấy một hy vọng. Vậy Dương Tuấn Ba sẽ ra sao? Cô nói anh ấy làm sao tiếp nhận được sự thật này chứ? Tôi không cần biết. Chính tôi đã làm cho Đào Đằng ra nông nổi này. Anh ấy như vậy là vì tôi. Tôi nợ anh ấy, cô hiểu không? Vậy cô phải dùng hạnh phúc cả đời để cô bù đắp hay sao? Cô nói thì tôi phải làm sao bây giờ? Không thể được đâu. Không được cái gì chứ? Hậu quả quả hoạn. Đào Đằng bị phỏng diện tích rộng, túi tinh cũng đã bị tổn thương. Trong cơ thể anh ấy bây giờ không thể nào lấy được tinh trùng khỏe mạnh hết. Đang nghĩ gì vậy? Em có cảm giác anh ấy đã mãi mãi rời khỏi chúng ta rồi. Như vậy không giống em. Chuyện vẫn chưa đến mức tuyệt vọng như vậy đâu. Tim anh ấy vẫn còn đập, có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào mà. Nhưng mà xác suất rất ít. Nghĩ sự việc đơn giản một chút đi. Anh ấy hôn mê, người thực vật đã từng có người tỉnh lại được, cho nên chúng ta không thể bỏ cuộc. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi chứ. Nhưng mà vì anh ấy, em luôn làm tổn thương tình cảm của anh. Vì sao em lại nghĩ như vậy? Anh ấy từng là chồng của em, từng là người bạn đời của em, cùng em đi qua biết bao năm tháng. Nếu lúc này em lạnh nhạt thờ ơ, anh mới thực sự bị em làm cho sợ. Tuấn Ba, cho dù em có quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em. Bây giờ em muốn đi thăm anh ấy. Muốn anh đi cùng không? Để em tự đi đi. Có gì xảy ra em sẽ báo cho anh ngay. Được. Bác sĩ Vàng. Dạo này thấy cô không có tinh thần gì hết. Ăn một chút đồ ăn, bổ sung chút năng lượng đi. Cảm ơn. Chuyện nhỏ thôi mà. Thầy Đào thật sự không tỉnh lại được sao? Người thực vật đã từng có những ca tỉnh lại được, nhưng não bộ của Đào Đằng đã bị thiếu oxy trong thời gian quá dài, hy vọng rất mong manh. Diệp Tử nói muốn mang thai cho Đào Đằng. Cô nói cái gì? Nhưng mà túi tinh của Đào Đằng bị tổn thương, không thể lấy tinh được. Hả? Không đúng. Ở đây tôi có tinh trùng của thầy Đào. Cô nói cái gì? Tôi biết chứ. Tới là để nói với cô, chuyện này không được nói cho Diệp Tử. Nè nè nè, chờ chút. Hai người qua giải thích cho tôi nghe được không vậy? Giải thích cái gì? Sao cô lại có tinh trùng của Đào Đằng chứ? Đây không phải là yêu cầu của anh sao? Anh quên rồi à? Tôi đi đâu thu thập tinh trùng có bệnh lý di truyền được đây? Vậy đi, chúng ta cứ bắt đầu từ nội bộ bệnh viện chúng ta. Cha cô có bác sĩ nào có bình sữa về loại bệnh di truyền này có được không hả? Tôi đã kiểm tra, thoái hóa não rất có thể sẽ bị di truyền. Cho nên là... Cho nên tôi đã đi tìm thầy Đào. Đào Đằng đồng ý luôn sao? Chuyện này không được nói với bất kỳ ai. Thầy cứ yên tâm đi, chắc chắn là không. Ê, chuyện này sao cô không nói với tôi? Thầy Đào bắt tôi giữ bí mật đúng lúc. Bây giờ bác sĩ Diệp cần tinh trùng của anh ấy,
Không phải giờ đã có sẵn rồi sao? Không phải cô vừa đi ra mật về sao? Làm sao cô lại biết được chuyện này? Sau khi trở về, tôi đã từng coi qua một lần các tài liệu ở các khu. Tôi phát hiện được ghi chép lấy tin của Đào Đằng. Chuyện này cô nhất định phải giấu Diệp Tử. Vậy không phải gặp bác sĩ Diệp sao? Đây không phải là gạt, mà là giấu. Dạ Nguyên, anh nói đi, có nên giấu Diệp Tử hay không? Chuyện của Đào Đằng từ từ sẽ qua đi thôi. Nếu nói thật sự Diệp Tử mang thai con của Đào Đằng, như vậy sẽ gây ra tổn thương suốt cả đời cho Dương Tuấn Ba đó. Khó khăn lắm họ mới được ở bên nhau. Chúng ta có trách nhiệm giúp cho họ tránh được mạo hiểm. Chuyện này nghe Mạnh Khiết đi. Che giấu sự thật thật sự tốt sao? Đào Đằng, em có một chuyện muốn nói cho anh biết. Anh đừng quá kích động nha. Tình trạng thái quá não của mẹ anh ngày càng nặng hơn rồi. Ngay cả em gì cũng không nhận ra nữa. Bây giờ điều duy nhất dì ấy nhớ được chính là anh đó. Dì ấy vẫn đang chờ anh về. Anh nói em nên làm gì đây? Đào Đằng, em muốn sinh cho anh một đứa con. Em không biết là sự thật bất ngờ này có thể giúp gì được cho dì hay không. Em biết hy vọng rất mong manh, nhưng em không thể không làm gì hết. Nhưng mà bây giờ ngay cả hy vọng này cũng mất rồi. Em không làm được gì hết. Em xin lỗi. Anh nhìn thấy em phải không? Anh nghe thấy em nói phải không? Bác sĩ, Đào Đặng tỉnh rồi. Đi gọi trưởng khoa nhanh lên. Anh sao rồi? Đào Đặng, nhìn nè, anh ấy mở mắt rồi. Nè Tuấn Ba, tôi có chuyện muốn bàn với anh. Lát nữa rồi nói. Đào Đặng mở mắt rồi. Anh nói cái gì? Đào Đặng mở mắt rồi. Anh ấy nghe thấy em nói rồi. Anh ấy đã nói sao? Tạm thời thì chưa. Bác sĩ, sao rồi? Xin lỗi, vẫn chưa tỉnh. Sao có thể chứ? Bác sĩ, anh coi, mắt anh ấy mở ra rồi kìa. Anh nhìn đi, anh ấy nghe thấy tôi nói. Anh ấy đang nhìn chúng ta mà. Bị não đồ hiển thị, anh ấy không còn phản ứng với cái tích bên ngoài và không hề hồi phục không ý thức. Không, anh ấy mở mắt mà, anh kiểm tra lại đi. Người thật sự có phản ứng mở mắt, nhưng mắt nhắm hay mở không thể dùng làm điều kiện phán đoán tình trạng của bệnh nhân. Rất có thể vì nguyên nhân bên ngoài hoặc nguyên nhân bên trong mới có phản ứng mở mắt bị động. Bác sĩ nghe tôi nói, ngay lúc tôi nói chuyện với anh ấy thì anh ấy mở mắt. Anh ấy nghe tôi nói mà. Đây có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Đào Đặng, mau, anh mở mắt ra đi. Mau lên, anh chớp mắt một cái hay là nhúc nhích ngón tay cũng được. Đào Đặng, em xin anh đó. Đào Đặng à, mau lên đi. Diệp Tử à, xin lỗi. Có một chuyện này tôi biết không nên nói với cô, nhưng mà nhìn thấy cô như vậy tôi không thể nào giấu cô được nữa. Tôi cần phải nói với cô. Khoa sinh sản có tinh trùng của Đào Đằng. Sao lỡ đây? Không cần phải hạ thấp giọng,
Cô có kêu lớn hơn anh ấy cũng không tỉnh lại đâu. Anh cũng tới thăm Thi Đào à? Rất nhiều người trong bệnh viện nói anh ấy ham lợi lộc mà còn không có tình người. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng thực ra anh ấy là bác sĩ tốt. Tôi rất bái phục anh ấy. Cô có bí mật gì hả? Anh nói gì vậy? Tôi đáng sai à? Mặc kệ anh. Anh nói thầy Đào mở mắt như vậy có thể nghe chúng ta nói chuyện không? Chẩn đoán nói không được, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy anh ấy nghe thấy đó. Có thật không? Sao vậy? Tôi đúng là có bí mật chưa nói ra. Hả? Liên quan tới bác sĩ Đào hả? Họ đều khuyên tôi đừng nói. Nói như vậy sẽ tốt với người khác. Cô nhìn mắt anh ấy đi, có lẽ sẽ có đáp án. Đây là tên dịch của bác sĩ Đào. Không sao đâu Mạnh Thiết, đâu phải là cô dứt nó đi. Cô chỉ tạm đem giấu đi. Giờ Diệp Tử với Dương Tuấn Ba có con rồi mới nói cho họ biết. Cô chỉ đang làm việc tốt, đừng sợ. Bác sĩ Mạnh, cô định làm gì? Tôi muốn đem tài liệu và tên dịch tạm thời cất đi. Cô không có quyền làm như vậy. Dương Tuấn Bà với Diệp Tử được ở bên nhau thật không dễ dàng gì. Tình cảm làm sao duy trì bằng lời nói dối được? Họ được ở bên nhau thật sự không dễ dàng gì đâu. Cô không hiểu tình cảm của họ đâu. Mau thả tôi ra đi. Vậy cô hiểu sao? Tôi chứng kiến họ từ đầu tới giờ. Buông tôi ra đi. Đừng làm vậy, tôi không buông. Bỏ ra. Tôi không thể bỏ ra cô. Cô dựa vào đâu mà đưa ra quyết định này? Thật xin lỗi, tôi thật sự không thể nói dối cô ấy. Không phải là cái này chứ. Cô nghe tôi giải thích, tôi chỉ muốn đem tài liệu giấu đi trước, rồi sau này mới nói với cô thôi. Là Đào Đằng kêu cô làm như vậy sao? Nếu như không phải thì cô lấy quyền gì, lấy tư cách gì làm như vậy chứ? Tôi muốn tốt cho hai người mà. Lý do này tôi đã nghe quá nhiều rồi. Cô có biết hay không, mẫu tinh trùng bị quỷ, hy vọng cuối cùng của Đào Đằng và mẹ anh ấy cũng mất luôn rồi. Tôi thật sự không cố ý ném dở đâu. Đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là bắt đầu từ lời nói dối đó. Sao trễ vậy, còn chưa về nữa? Xảy ra chút chuyện, tôi cảm thấy cần phải nói lại cho anh biết. Chuyện gì vậy? Là lúc nào rồi anh còn làm gì? Bây giờ không phải nên chăm sóc Diệp Tử hay sao? Bây giờ tôi cũng đang giúp cô ấy. Anh có ý gì? Không phải cô ấy đang muốn mang thai con Đào Đằng sao? Cũng phải kiểm tra thử xem tinh trùng có khỏe mạnh hay không chứ. Bây giờ xem ra sức sống của tinh trùng bình thường. Anh nói cái gì hả? Hả? Đây là tinh trùng của Đào Đằng à? Đúng vậy. Không phải bị đập bể rồi sao? Đập bể lúc nào chứ? Không phải. Anh lấy ở đâu vậy hả? Tôi muốn kiểm tra tinh trùng của anh ta coi có khỏe mạnh hay không, cho nên tôi mới lấy từ trong ống nghiệm ra một nửa để tới đây kiểm tra. Có vấn đề gì sao? Không thể để Diệp Tử biết được. Vì sao chứ? Ống nghiệm bị bể. Diệp Tử tưởng tất cả tinh trùng của Đào Đằng đều đã mất hết luôn rồi. Chỉ cần anh không nói, tôi không nói, chuyện này sẽ không ai biết hết. Vì sao phải giấu cô ấy? Không lẽ anh muốn Diệp Tử mang thai con của anh ấy hay sao? Tuấn Ba, chỉ cần chúng ta không lộ tin này ra, Diệp Tử cũng sẽ từ bỏ ý định này. Hai người cũng sẽ không gặp phải nguy cơ gì. Đây là cách giải quyết tốt nhất rồi. Mẹ khát không? Con rót cho mẹ đi nước. Mẹ. Mẹ. Cô là bảo mẫu con tôi thuê tới hả? Ừ. Để con tôi về rồi hả? Mau.
Anh vào đi. Dì ơi, chào dì. Thợ phải không? Phải thợ sửa ống nước không vậy? Chúng ta qua bên kia đi. Chị không hề có dấu hiệu bất bệnh sao? Không có. Lời em nói anh đã suy nghĩ rồi. Nếu em thực sự muốn mang thai con anh ta, anh nghĩ có thể anh sẽ thấy không quen cho lắm. Em biết. Không cần nói nữa, dù gì cũng không thể nữa rồi. Em biết thời gian qua em không bình thường, xin lỗi anh nha. Thật ra em cũng nghĩ tới chuyện chúng ta ly hôn. Em mới mang thai con của anh ấy, nhưng em không thể nói được, bởi vì em rất yêu anh. Nhưng anh ấy là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Anh hiểu. Tinh trùng của Đào Đăng vẫn còn một phần. Anh nói gì vậy? Hơn nữa cũng đã được kiểm tra, sức sống bình thường, không hề có khuynh hướng di truyền bệnh. Không phải anh nói anh sẽ không quen với chuyện này sao? Đúng vậy. Vậy tại sao anh lại nói cho em biết? Anh cũng luôn tự hỏi chính mình, có phải nếu giấu không cho em biết thì có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhưng mà anh vẫn nói rồi đó. Bởi vì đột nhiên anh nhận ra được một điều. Anh nhận ra tình yêu không nên duy trì bằng lời nói dối. Trong lễ cưới anh đã hứa với em, sao có thể nuốt lời nhanh như vậy được chứ? Nhưng mà em chưa nghe thấy. Bởi vì anh đã nói ở trong này. Chúng ta hãy mau đi thị điển. Cần phải làm theo trình tự hợp pháp để lấy được quyền được nhận tinh trùng của Đào Đăng. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho dì thì đi thị điển. Cho dù thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ quyết định của em. À, có phải thằng bé đi học rồi hay không hả? Mẹ, thật ra anh ấy biết, rồi sẽ có một ngày mẹ sẽ quên hết tất cả. Con rất buồn, nhưng mà cũng cảm thấy như vậy coi như là một sự may mắn. Bởi vì con không thể tưởng tượng được, nếu mẹ ở trong tình trạng tỉnh táo thì sẽ tiếp nhận hiện thực này như thế nào. Nếu cuộc sống bắt buộc phải biệt ly, quên đi có lẽ vẫn tốt hơn đau khổ. Chỉ mong mẹ mãi mãi nhớ tới dáng vẻ vui vẻ của anh ấy. Nè nè nè, chụp hình đi. Nè, mau lên mau lên. Ừ. Yeah. 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 Rồi, chụp tấm lên nha. Được rồi, để tôi chụp cho đi đi. Được. Rồi, tạo dáng đi ha. Rồi. Cười lên nha. Yeah. Yeah. Thấy sao? Hết sảy luôn phải không? Oh, đẹp quá trời. Mặc dù tôi vẫn chưa chấp nhận chuyện cô đã giấu tôi, nhưng tôi có thể hiểu tấm lòng của cô. Cảm ơn. Cô phải cố lên, ráng chăm sóc cho mình. Chúng tôi chờ cô về đó. Cả hai người đừng có suốt ngày cãi nhau nữa nha. Em muốn nói với bác sĩ Diệp vài câu. Bác sĩ Diệp, cố lên. Cô cũng phải cố lên. Tới lúc tôi về, cô nhất định phải trở thành một bác sĩ khoa phụ sản giỏi nhất. Em vẫn còn rất nhiều thứ cần phải học.
Em nhất định sẽ cố gắng. Nhớ kỹ, kiến thức và kinh nghiệm là thứ có thể tích lũy được, nhưng điều quan trọng nhất là nếu một bác sĩ khoa phụ sản không biết yêu thương thì sẽ trở nên rất lạnh lẽo và máy móc. Yêu là động lực mạnh mẽ nhất của khoa phụ sản chúng ta, phải nhớ thật kỹ. Dạ. Chăm sóc cho bác sĩ Diệp. Em cũng vậy, đừng có ăn hiếp Trương Vũ nữa. Đi đường bình an nha. Tôi chưa nói xong mà. Chúc hạnh phúc, tặng cho cô tất cả lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Hy vọng cô có thể thành công. Được rồi, trả bà xã lại cho tôi. Đi thôi, đi ăn. Tôi cũng muốn đi. Chúng ta cùng nhau kích lệ dịp nữa đi, được không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh,